chỉ với số tiền là 19 tỷ 500 triệu đồng, các anh chị có thể sở hữu ngay lô đất mặt tiền trên tuyến đường thương hiệu Trần Quang Khải, quận 1. Đây là một trong những tuyến đường kinh doanh đa ngành nghề, sầm uất và nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm tại trung tâm của quận 1. Với diện tích đất được công nhận trên sổ hồng là 48,60 vuông, trong đó chiều ngang mặt trước của lô đất này là 4,42m và chiều dài của khu đất này là 11,7m. Hiện tại thì khu đất này đã hỏi quy hoạch và được phép xây dựng là 1 tầng hầm và 6 tầng lầu. Ban công phía trước nhà thì được lố ra 1m4, sẽ giúp căn nhà này có diện tích chiều dài là 13,1m. Và giá cho bán tại thời điểm là tháng 5 năm 2024 cho khu đất này là 19 tỷ 500 triệu đồng, tạm tính theo đơn giá mét vuông là 400 triệu đồng trên 1 mét vuông. Đây là mức giá bán hoàn toàn hợp lý để giao dịch trên mặt tiền của đường Trần Quang Khải, vì trên tuyến này thì giao dịch ở mức là 500 đến 600, thậm chí đến 750 triệu trên 1 mét vuông anh chị. Vì trên tuyến đường Trần Quang Khải này, căn nhà bán rẻ nhất trên thị trường tại thời điểm cách đây hơn 2 tháng trước cũng là 25 tỷ. Và căn nhà này tọa lạc tại địa chỉ là số 257 đường Trần Quang Khải, vừa giao dịch cách đây hơn 2 tháng về trước. Nhưng diện tích chiều ngang của căn 257 này chỉ có là 3,95m và chiều dài là 16,5m với kết cấu là 4 tầng. Diện tích của nó thì nó nhỏ hơn cái căn của chúng ta đang chào bán là 4,42m, rộng rất là nhiều các anh chị. Nếu mà so sánh giữa hai khu đất thì chúng ta thấy chiều ngang lô đất của chúng ta chào bán ngày hôm nay có chiều ngang lớn hơn là 4,42m chiều ngang. Đây là một chiều ngang hiếm và thông số lý tưởng cho một kết cấu căn nhà con và rộng và đẹp trong tương lai trên tuyến đường này. Nếu như quý anh chị đầu tư và vị chi thêm khoảng 3 tỷ đến 3 tỷ rưỡi nữa để xây lên thì tổng chi phí cho lô đất này và nhà thì chỉ có là 23 tỷ. Quý nhà đầu tư sẽ có một kết cấu là nhà mới 100% với thiết kế là một hầm và 6 tầng. Và cầu thang máy thì được lắp cuối nhà, cũng như kết cấu kiến trúc bên trong thiết kế trống sàn để dễ cho thuê, khai thác kinh doanh trên tuyến đường này. Vậy qua phân tích cơ sở trên, quý nhà đầu tư thử nghĩ và hình dung xem trên khu đất có chiều ngang là 4,42m và chiều dài là 11,7 cộng bên công là 1m4. Sẽ là một tòa nhà cao 6 tầng một hầm sẽ có mức giá bán là bao nhiêu? 28 tỷ hay là 33 tỷ? Anh chị thử tính toán xem những gì chúng ta trình bày có hợp lý hay không. Hiện trạng là căn nhà cũ và hiện trạng là căn nhà cũ, nhà nát nên nó chưa được khoác lên mình một chiếc áo mới sang trọng và lộng lẫy. Nếu nhà đầu tư nào có tầm nhìn, hãy nhanh tay mua khu đất này và khoác lên mình em nó một bộ áo lộng lẫy thì giá trị lợi nhuận từ phần đầu tư xây dựng nhà này thật là một phần thưởng xứng đáng. Từ sau 6 tháng đến 7 tháng thi công hoàn thành sẽ mang về nguồn lợi nhuận từ 7 tỷ đến 8 tỷ, thậm chí 10 tỷ cho quý đầu tư trong tương lai. Hãy gọi ngay cho Tiến theo số điện thoại là 0983 383509 để liên hệ đàm phán và chốt giao dịch. Tiến Villa, chuyên gia tư vấn bất động sản cao cấp trung tâm Sài Gòn. Ta bước đi hướng tới muôn vì sao, chặng đường nào.